của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và những tấm lòng nhân đạo đã mở rộng vòng tay nhân ái cùng tham gia đóng góp chăm lo cho nạn nhân khắc phục hậu quả do chất độc da cam dioxin gây ra cho con người và môi trường sống ở nhiều địa phương của Việt Nam hiện nay. Trong chương trình còn có tổ chức bán đấu giá các vật phẩm có giá trị được đóng góp bởi các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền thu được đã được chuyển trực tiếp đến quỹ từ thiện của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đã tổng kết chương trình đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ công chức giai đoạn 2002-2007. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện chủ trương của thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh nhằm nâng cao trình độ kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ trung cao cấp của thành phố trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Từ năm 2002 đến 2007, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức được 8 lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho 230 cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên của các cơ quan có nhu cầu giao tiếp, nghiên cứu và làm việc bằng tiếng Anh với đối tác nước ngoài. 8 khóa học này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế của chính phủ Singapore mà Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tham gia. Các khóa học này không chỉ nâng cao trình độ tiếng Anh mà còn mở rộng kiến thức cho học viên thông qua phương pháp và nội dung đào tạo chuyên nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao việc tổ chức thành công các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại Singapore, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nền văn hóa và mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. Đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới, không riêng trong lĩnh vực đào tạo mà còn trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh thành Đông Nam Bộ xây dựng thương hiệu và làm ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao, tại tỉnh Đồng Nai, Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam phối hợp với các hội doanh nghiệp trẻ khu vực Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Ninh Thuận đã tổ chức lễ trao giải thưởng Sao vàng Đông Nam Bộ lần thứ nhất năm 2007 cho 23 doanh nghiệp. Giải thưởng này được tổ chức định kỳ hàng năm. Đối tượng được xét là những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín cao của các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp khác đóng trên địa bàn 7 tỉnh Đông Nam Bộ. Ngoài ra, giải thưởng cũng chú trọng vào những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thế giới, tôn vinh thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu, qua đó xây dựng uy tín và tăng cường năng lực tiếp thị cho các hàng hóa, dịch vụ. Được biết, giải thưởng Sao vàng Đông Nam Bộ nằm trong hệ thống giải thưởng Sao vàng Đất Việt hàng năm ở cấp trung ương. Các thương hiệu sản phẩm đoạt giải Sao vàng Đông Nam Bộ sẽ được vào thẳng vòng chung kết của giải Sao vàng Đất Việt cùng năm. Tiếp theo, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tổ chức buổi hội thảo cung cấp thông tin cho cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm hiện hữu mở rộng nhằm tiếp tục phát triển thành phố Hồ Chí Minh về phía bờ Tây sông Sài Gòn. Tham gia hội thảo có các chuyên gia và đại diện đơn vị thiết kế xây dựng trong và ngoài nước, đồng chí Nguyễn Hữu Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến dự. Cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm thành phố hiện hữu mở rộng sẽ tập trung vào vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, cộng các mảng xanh của thành phố và điều chỉnh lại các khu đô thị hiện hữu tại khu vực quận 1, quận 3, một phần quận Bình Thạnh và một phần quận 4. Các ý tưởng thiết kế phải đảm bảo tính hài hòa, vừa bảo tồn được các giá trị văn hóa lịch sử, vừa phát huy được tính thẩm mỹ và phát triển ngang tầm với các nước trên thế giới. Ngoài ra, các yếu tố về tính khả thi của dự án và vấn đề cân đối tài chính cũng đặc biệt được quan tâm. Cũng tại buổi hội thảo, một số đơn vị thiết kế đã trình bày ý tưởng phát triển hệ thống giao thông khu vực nội đô, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề giao thông công cộng, hệ thống đường xe điện metro và các phương tiện ngầm. Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban tổ chức sẽ bao gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước. Cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu vực trung tâm hiện hữu mở rộng sẽ kéo dài đến cuối tháng 10 năm 2007. Trang nhất báo Nhân dân số phát hành sáng nay có các tin bài đáng chú ý. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi điện đến Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và đồng bào chiến sĩ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng của cơn bão số 2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Philippines. Nhân sự kiện này, phóng viên báo Nhân dân Tháp Tùng Đoàn có bài viết mang tựa đề "Cùng hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi dân tộc". Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu: Đắk Lắk cần chú trọng thực hiện tốt chính sách đất đai, quan tâm phát triển ở các vùng khó khăn. Mục Văn hóa và Phát triển cũng trên trang nhất đăng bài viết "Hai mặt thị trường băng đĩa". Bài viết cho biết, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thị trường băng đĩa phát triển nhộn nhịp. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm lành mạnh, vẫn còn rất nhiều băng đĩa có nội dung xấu, độc hại. Đồng thời, nạn băng đĩa
lậu cũng có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát. Vì vậy, thị trường băng đĩa cần phải được kiểm soát chặt chẽ, đó cũng là biện pháp cần thiết để quản lý hoạt động văn hóa. Báo Quân đội Nhân dân hôm nay, mục viết theo yêu cầu bạn đọc đăng bài Đạo xây mới chung cư cũ nát ở Hà Nội, quyền lợi của người dân là chủ đạo. Tác giả Hạnh Nguyên cho biết, đa số người dân sống trong các chung cư cũ đều mong muốn sớm được cải thiện nơi ở. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ rất chậm. Vướng mắc chủ yếu là do người dân chưa thông về quyền lợi, doanh nghiệp chưa được thoáng về cơ chế và chính quyền chưa tích cực khuyến khích. Vì vậy, để tháo gỡ những vướng mắc, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện dự thảo quy chế thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù và để cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ. Mới đây, lãnh đạo thành phố cũng đã họp các sở ngành và các nhà đầu tư để lấy ý kiến đóng góp lần cuối cho bản dự thảo. Thành phố quyết tâm chậm nhất là ngày 31 tháng 8 sẽ ban hành quy chế này. Trang nhất báo Sài Gòn Giải Phóng số phát hành sáng nay có các tin bài đáng chú ý. Nói chuyện tại Đại học Quốc gia Philippines và dự án doanh nghiệp Việt Nam Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thanh niên là người chủ của công nghệ mới. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu, cử tri cần giám sát hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đứng trước những thiệt hại và mất mát to lớn của người dân miền Trung Tây Nguyên, Đoàn cứu trợ Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và báo Sài Gòn Giải Phóng đã chuyển số gạo đến huyện Quảng Trạch nhằm cứu đói cho người dân ở đây. Thông tin về chuyến cứu trợ này được viết trong bài Gạo đến vùng lũ đăng trên trang 7. Cũng trong số này, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết phản ánh cuộc giao lưu trực tuyến do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức với tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Hùng, phó hiệu trưởng Đại học Nông Lâm thành phố. Các vị khách mời đã giải đáp nhiều câu hỏi đang được các thí sinh đại học quan tâm như trượt nguyện vọng 1 thì tìm kiếm nguyện vọng 2 ở các trường đại học như thế nào, các chỉ tiêu nguyện vọng 2 của trường sẽ được xét tuyển ra sao và nên lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp với năng lực bản thân và điểm tuyển sinh của mình. Báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có tin cho biết xe 7 chỗ trở xuống vào thành phố Hồ Chí Minh không được qua cầu Đồng Nai. Cụ thể, kể từ ngày 20 tháng 8, các xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống khi đi vào thành phố Hồ Chí Minh qua hướng cầu Đồng Nai sẽ phải chuyển hướng đi vào thành phố Biên Hòa qua cầu Hóa An về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm qua, Cục Quản lý Đường bộ và Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã họp bàn thống nhất phương án phân luồng giao thông qua cầu Đồng Nai như trên. Ngoài việc bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông thường xuyên điều hòa giao thông từ xa, khu quản lý đường bộ sẽ lắp đặt hệ thống tín hiệu tại cầu và các cung đường, đồng thời treo băng rôn thông báo phân luồng xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Báo Tuổi Trẻ hôm nay cũng có một số bài viết đáng chú ý khác. Làm album ca nhạc, đủ loại giá, giam lỏng tuổi thơ. Mời quý vị đón đọc. Quý vị đang theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là phần điểm báo của chúng tôi. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tin thế giới thu qua vệ tinh. Hai thủ lĩnh cấp cao của Taliban cùng 4 quan chức Hàn Quốc đã gặp nhau mặt đối mặt giờ hôm qua để đàm phán về số phận của 21 con tin Hàn Quốc. Sự tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 3 tuần lễ qua. Các bước sắp xếp cho cuộc gặp nói trên đã được người phát ngôn Taliban Kari Yusuf Ahmadi xác nhận trong một đoạn băng thu âm do hãng tin về thu thập được. Ahmadi nói rằng hai thành viên hội đồng cấp cao Taliban đã được chính quyền Afghanistan hứa là được tạo một hành lang an toàn để đến gặp các nhà thương thuyết Hàn Quốc. Hai người đại diện tên Mullah Bashir và Mullah Nasrullah sẽ gặp các đại diện Hàn Quốc tại thành phố Ghazni. Chúng tôi đã quyết định cử các đại biểu của mình sau khi chính quyền Afghanistan trao cho chúng tôi văn bản cam kết đảm bảo an ninh. Cuộc gặp bắt đầu tối hôm qua tại văn phòng Hội chữ thập đỏ Afghanistan ở Ghazni, gần nơi những người Hàn Quốc đã bị bắt cóc. Thông tin này được một quan chức Afghanistan giấu tên đưa ra bởi ông không được quyền tiết lộ thông tin. Ông cho biết 4 thành viên Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cũng đã tham gia cuộc đàm phán. Trong ban ghi âm, Kari Yusuf Ahmadi đã xác nhận hai thành viên Taliban đã di chuyển tới thành phố Ghazni. Các quan chức chính phủ Afghanistan vẫn chưa bình luận gì ngay. Một phụ tá thủ hiến địa phương cho biết ông chưa sẵn sàng đưa ra nhận định. Còn một người phát ngôn Bộ Nội vụ ở Kabul thì nói ông không biết gì về một cuộc gặp xảy ra như vậy cả. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết mở rộng vai trò của Liên Hiệp Quốc ở Iraq trong một động thái nhằm các mục đích hòa giải các phe phái đối nghịch nhau ở nước này, giành được sự ủng hộ từ các nước láng giềng và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq. Theo yêu cầu của chính phủ Iraq, nghị quyết ủy quyền cho Liên Hiệp Quốc giúp xúc tiến những cuộc đàm phán chính trị giữa các nhóm tôn giáo và chủng tộc của nước này, cũng như một cuộc đối thoại khu vực về các vấn đề bao gồm an ninh biên giới, năng lượng và người tị nạn.